Chào mọi người, hôm nay thì Chuồn Chuồn Boutique không có quay về sản phẩm túi nữa, mà hôm nay mình sẽ quay một cái đoạn video ngắn về cách hướng dẫn sử dụng túi sách da với cả là bảo quản túi sách da. Thì là mình đang cầm trên tay này là cái hộp dưỡng da mà mình nhập từ Úc về. Thì thật ra là cái này là mình xách tay rồi chứ mình không có những, cái mỗi lần mà mình đi công tác hoặc là chồng đi công tác thì sang bên đó thì cứ cầm về rất là nhiều hộp như thế này. Là cái này là sản phẩm dưỡng da tự nhiên ở bên Úc ấy. Thì không biết là có nhìn được chữ không, nhưng mà mình quay gần như thế này. Khi mà mọi người mua cái sản phẩm túi sách da của shop mình mà trên 1 triệu trở lên thì mình có gửi kèm cái hộp dưỡng da này nếu như nó còn nha mọi người, bởi vì có những đợt mà lâu mình không có sang thì mình không thể cầm về được ấy, thì có thì mình sẽ gửi kèm một cái hộp dưỡng da như thế này cho mọi người. Với cái giá thành túi là trên 1 triệu thì mình sẽ gửi kèm một cái lọ dưỡng da như thế này, thì mọi người có thể dưỡng được khoảng tầm 1 năm đấy mọi người. Ví dụ như là mình không có dùng sản phẩm túi của mình nữa thì mình nên dưỡng da như thế này để nó khỏi bị ẩm mốc. Cái này nó cũng chống ẩm mốc ấy. Chắc chắn là chị em mình dùng túi sách ấy thì nhiều lúc mà dùng cái túi da ấy mọi người, là mọi người sẽ nhìn được là ô cái này đang bị mốc đây này. Đấy là do về môi trường nó làm cho cái túi của mình bị ẩm mốc. Thì cái lọ dưỡng da này nó cũng giống như da tay của mình thôi. Mình cho một lớp dưỡng da lên thì nó giữ mềm túi và nó sẽ không bị khô da, thì nó sẽ bảo quản túi sách da của mình nhiều hơn. Thì ở cái sản phẩm của Chuồn Chuồn Boutique ấy, thì mọi người mua hàng mà với cái giá thành là trên 500.000 thì mình sẽ gửi kèm một cái túi chống nhiệt như thế này cho cái sản phẩm túi sách da. Mọi người đừng có bỏ nó đi nhá, vì là cái này nó cũng là tâm huyết của mình. Bởi vì là cái này giống như cái túi ở mình mà mua cái hàng fake ấy, nó hay có cái kiểu như là dust bag ấy mọi người. Nó thứ nhất là mình không dùng nữa thì mình cho vào trong thì nó giữ, là thứ nhất là nó không có làm cho túi sách của mình bị bụi, và cái này nó cũng có một phần là chống ẩm này, gọi là chống nóng ấy, chống bị nhiệt nóng ở bên ngoài nó tác động vào túi sách của mình ấy. Thì mình tâm huyết vào cái sản phẩm này để cho mọi người bảo quản túi sách ấy, nên mọi người đừng có bỏ đi. Khi mà mình không dùng nữa thì mình có thể cất đi, thì lần sau là mình không có dùng túi nào ấy, mình cho vào cái túi này rồi mình treo lên. Thì nó có một cái size lớn và size nhỏ như này là cho những cái sản phẩm túi nhỏ của shop mình trên 500.000 thì shop mình mới gửi kèm cái sản phẩm này đi. Tại vì là cái này trên 500.000 là sản phẩm của mình là bằng da rồi đó, thì mình mới gửi kèm theo để cho mọi người dưỡng da ấy. Đây là hai cái sản phẩm. Bây giờ là mình cho mọi người xem là cái túi của mình, là cái túi này là mình mua được 7 năm rồi. Và cái tình trạng da của nó rất là tốt, bởi vì là do là mình rất là thích túi. Cho nên là khi mà mình mà không dùng nữa là mình bảo quản túi sách rất là cẩn thận. Nó chỉ có bị là ok khi mà mình không dùng, mình dùng mà để cho nó bị xước sát thì nó mới bị ảnh hưởng đến cái da nó bị bạc màu như thế này thôi. Từ cái lọ dưỡng da này nha. Từ cái lọ dưỡng da này là mình sẽ chỉ cho mọi người xem cách dưỡng da này. Trước tiên mà khi mà mọi người cần phải bảo quản cái túi sách ấy, thì mọi người nên dùng một cái khăn mềm. Mình đang có ở đây là cái khăn xô. Thì mình lau sạch các cái bụi bẩn trước. Mình lau sạch cái bụi bẩn ở trên túi trước này. Thông thường là mình làm cho mọi người xem thôi nhá, chứ cái này là mình cũng vừa dưỡng da cách đây vài hôm á. Thì mình làm cho nó sạch cái bụi bẩn ở bên ngoài trước. Sau đó là mình lấy một lượng nhỏ của cái sản phẩm dưỡng da này này. Mình cho ra khăn như này, mình bôi lên trên bề mặt. Không biết là có nhìn được không? Cái này nó chưa, mình đang quay như thế này, không biết là có chuyên không, nhưng mà nên là mọi người cứ chịu khó xem hộ mình nhá. Thì là mình bôi lên một cái lượng như thế này lên trên da á. Sau đó là mình lau đều như thế này để cho cái sản phẩm da, cái dưỡng da này nó đi vào bên trong túi ấy, nó ngấm vào bên trong túi. Thì cái này là mình làm nhanh cho mọi người xem thôi nha. Cái chỗ nào là có da thì mọi người cứ bôi nó vào một xíu như vậy. Cho nó ngấm vào, xong để khoảng tầm 5-10 phút mọi người ạ. 5-10 phút thì là mọi người có thể là cất nó vào trong túi chống nhiệt và treo lên cái chỗ bảo quản túi sách của mình ấy. Thì như thế là nó cũng đang là dưỡng da thế nhé. Nó, mọi người cứ tưởng tượng là cái da này cũng như là da tay của mình ấy, khi mà thời tiết khô ấy, khô hanh ẩm ấy, thì nó cũng làm cho da này nó cũng bị khô hanh ẩm. Thì cái sản phẩm này của bên mình á, là để giúp cho giữ ẩm cho da này, để làm cho cái kết cấu của da nó không có bị nóng quá và nó bị nổ da, hoặc là nó làm gọi là cái kết cấu của da nó bị hỏng ấy mọi người. Thì thông như thường như vậy, mình cho vào bên trong một cái túi chống nhiệt đây. Mình cứ gọi nó là cái túi chống nhiệt đấy. Nó cũng đẹp mà mọi người, cái logo của bên mình cũng đẹp mà. Treo lên.
và bảo quản túi thôi. Thông thường thì mình cứ phải thi thoảng mình cũng phải kiểm tra sản phẩm của mình. Biết là mọi người ở đây là ai cũng có rất là nhiều túi rồi. Cho nên là thi thoảng có khi mình đang thích cái túi này thì mình dùng mãi, mình chưa muốn thay á. Nhưng mà thi thoảng khoảng tầm là một tháng thì mọi người cũng nên mở ra để kiểm tra sản phẩm của mình. Thì như thế nó dưỡng da được tốt hơn, được lâu hơn và bền hơn. Thì mình mà giữ được những cái sản phẩm như mình đang giữ cái sản phẩm này là 7 năm thì mình có hẳn một bộ sưu tập túi. Có khi hôm nay mình phối với cái mẫu túi này, ngày mai mình phối cái mẫu túi khác ấy. Và kiểu như những người mà yêu túi là như vậy mà. Bên mình cũng có bán một cái dây treo túi mà để bảo quản túi xách đấy mọi người. Thì ai mà có nhu cầu về mua cái dây treo túi thì mọi người cứ comment xuống dưới cho mình đấy nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.